Xin chào các bạn đã đến với kênh Yukihira Tarot Reading ha. Thì hôm nay mình sẽ có 4 tụ bài với cái chủ đề đó là No Communication giữa tôi và họ sẽ có tiến triển như thế nào. Hai bạn đã có một cái khoảng thời gian cắt đứt hoặc không liên lạc thì tiếp theo cái mối quan hệ giữa hai bạn nó sẽ như thế nào và có cần chờ đợi hay không hay là mình nên tiến lên phía trước. Thì ở trải bài này mình sẽ có 4 tụ. Các bạn hãy chọn cho mình ha, tụ thứ nhất, tụ thứ hai, tụ thứ ba, tụ thứ tư. Thì ở đây cũng có đặt đá để cho các bạn dễ chọn ha. Và các bạn hãy tập trung và cầu nguyện xem là có cái thông điệp nào tôi cần biết hay không, có cái thông điệp nào mà tôi cần nhắn gửi đến tôi hay không. Thì bạn hãy xin thông điệp và chọn cái tụ bài nào thu hút nhất. Cố gắng đừng để lý trí nó bước vào để mà chọn lựa. Ví dụ như khi lý trí bước vào có nghĩa là bạn suy xét rằng cái tụ số 1 này mình như thế này thế nọ thế kia nên mình sẽ chọn, hoặc là thông thường là tụ số 3 sẽ có những cái vấn đề mà nó sự thay đổi hoặc là những cái gì đó bạn chọn vậy. Thì không phải ha, trực giác, bạn hãy dùng hoàn toàn là trực giác và cảm xúc của mình, không có một cái lý do nào cả, bạn chỉ cảm thấy là mình thu hút và mình biết rằng là cái tụ đó nó sẽ có cái thông điệp cho mình. Hoặc là bạn sẽ chọn bằng đá ha, đá thì bạn thích cái đá nào, màu gì hoặc như thế nào. Ok, mình sẽ đến với tụ thứ nhất ha. Xin chào các bạn đến với cái tụ bài thứ nhất ha. Thì cái tiến triển tiếp theo mà mình thấy đầu tiên trong cái mối quan hệ này giữa hai bạn á, đó là một cái nặng nề, nó sẽ phải được đặt xuống, sẽ phải được tháo dỡ xuống. Những cái suy nghĩ mà nó tiêu cực á, nó đã vào cái thời kỳ kết thúc rồi. Cái mối quan hệ này giữa hai người bắt đầu có cái sự cân bằng trở lại. Thay vì là mình đặt nặng những cái vấn đề đó, thì bây giờ mình hãy suy nghĩ lại để mà có thể là giải thoát cho bản thân mình trước ha. Thì ở đây á, cái lời khuyên dành cho bạn á là bạn hãy có cái communication với nhau. Mình thấy rằng á là trong cái mối quan hệ này á, có những cái sự mà có thể là rất nhiều tình cảm nhưng mà không có bộc lộ ra, không có nói ra. Mình thấy rằng á là trong cái mối quan hệ này á, bắt đầu nó có những cái điều mà mong chờ hoặc là mong muốn sự quay lại hoặc là sự nối tiếp trong cái mối quan hệ này, nhưng mà hai người không có ai tiến lên phía trước hoặc là không có ai nói chuyện với ai hết. Thì ở đây cái mối quan hệ này bạn chờ đợi hay là bạn tiến lên phía trước, thì cái mối quan hệ này mình thấy là bạn nên chờ đợi. Mình thấy rằng những cái điều mà bạn mong muốn mình thấy nó sắp tới rồi, và mình thấy rằng có thể cái đối tượng của bạn nó ở có cái khoảng cách địa lý hoặc là nó ở xa cách với bạn, khác thành phố hoặc là như thế nào đó, phải dùng thuyền hoặc là dùng xe hoặc là dùng máy bay, thậm chí là dùng máy bay ha. Và mình thấy rằng á, khi mà bạn đến với cái mối quan hệ này á, bạn có thể được là chính mình ở cả cái việc là cái cảm xúc của bạn, ở cả cái việc là bạn muốn được là một người phụ nữ chăm lo cho cái mối quan hệ này. Mình thấy rằng sẽ có một cái kết quả rất là tốt đẹp đến với bạn. Đó là một cái sự, một cái ngôi nhà mơ ước, một cái cuộc sống đầy đủ vật chất và cái tình cảm. Đây là cái khoảng thời gian mà bạn cần phải tha thứ cho những điều trong quá khứ, tự dỡ bỏ cái tường rào của mình xuống, đừng có áp đặt mình quá nhiều. Hãy tiến lên phía trước vì cái tình yêu này. Và cái thời điểm này, cái thời gian này là một cái thời gian tuyệt vời để cho bạn có thể gặt hái những cái điều mà trong quá khứ mà bạn đã cố gắng, hoặc là bạn đã bị tổn thương. Hãy để cho cái mối quan hệ này nó được thoải mái, nhẹ nhàng,
tiếp theo, chứ đừng có control hoặc là điều khiển hoặc là không cảm thấy an toàn, cho nên là mình lúc nào mình cũng đặt một cái tường rào với mình sợ tổn thương ha. Nếu mà bạn còn nhiều cái nỗi sợ hãi bên trong mình á, thì bạn phải làm rõ những cái nỗi sợ hãi đó và cho nó cơ hội được kết thúc. Bởi vì nếu bạn không cho nó kết thúc á, thì cái sự khởi đầu mới nó sẽ không có tới và bạn sẽ cảm thấy bị tù túng, không có tự do trong chính cái bản thân mình, bởi vì bạn bị những cái tiêu cực nó dồn ép mình mà. Ở đây mình thấy sẽ có một cái sự bắt đầu mới, một cái sự khởi đầu mới. Và những cái điều mà mệt mỏi hoặc là buồn á, những cái nỗi buồn của bạn á, nó kết thúc để nó có một cái sự bắt đầu mới mà. Chứ nó không phải là nó kết thúc để mà nó kết thúc mà nó không có mang đến một cái điều gì nó mới mẻ, hoặc là nó đầy yêu thương, hoặc là nó tốt đẹp cho bạn. Chắc chắn á, khi mà nó kết thúc nó sẽ có một cái sự khởi đầu mới. Một cái sự khởi đầu mới này á, thường là nó sẽ làm cho bạn hài lòng hơn những cái điều cũ. Khi mà bạn bắt đầu với cái mối quan hệ này á, bạn cho cái mối quan hệ này được cái cơ hội để mà chảy tràn bên trong á, bên trong bạn á, với tất cả những cái sự tin tưởng á, thì mình thấy rằng á, cái người nam này họ nắm giữ cái trái tim của bạn, hoặc là thậm chí là cái sự đam mê mà họ dành cho bạn cũng rất là nhiều. Họ muốn bộc lộ hoặc là bày tỏ cái tình cảm này đối với bạn. Và mình thấy rằng á, khi mà bạn cho cái người nam này một cái cơ hội á, mọi thứ nó sẽ thay đổi. Bạn sẽ thu hút được cái linh hồn của mình, những cái điều bế tắc ở trong cái cuộc sống á, bạn sẽ trong cái mối quan hệ, trong cái cuộc sống, trong cái tình cảm bạn á, nó sẽ được giải thoát, giống như là cái con chim này nó tìm về được way back home, cái tìm về được cái ngôi nhà của mình. Và mình thấy rằng á, là bạn sẽ còn có được những cái cơ hội về cái tiền bạc, sự trù phú, sự giàu sang, sự tiến lên cái vật chất ha, hoặc có thể là cái người này là một người giàu có. Và một cái sự hòa hợp trong cái tình cảm giữa hai người ha, rất là đam mê, rất là hòa hợp. Ok, quá rõ ràng rồi ha. Một cái connection của cái việc đó là chăm sóc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Ok, mở ra một cái hành trình mới cho hai người. Cái tụ bài này rất là tốt ha. Xin chúc mừng các bạn chọn tụ bài số 1 ha. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Thì không có liên lạc với nhau, không có communication với nhau, thì sắp tới mối quan hệ của bạn nó sẽ tiến triển như thế nào? Thì ở đây mình thấy trước mắt á, những cái lá bài trên đây á, nó bày tỏ về cái việc đó là cái vấn đề giữa hai bạn rất là mập mờ. Nó có rất là nhiều cái vấn đề mà nó không được làm rõ, hoặc là cái cảm xúc của hai người á, vẫn còn rất là mập mờ trong cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng á, cái tình cảm này á, giống như là nó nhiều lần nó mang đến những cái sự không có rõ ràng, cũng không có một cái quyết định vững chắc để tiến lên phía trước á. Và nó cứ lặp đi lặp lại cái kiểu là chọn hay không chọn, tiến lên hay không tiến lên. Và thậm chí là đôi khi là bạn ở trong cái luồng năng lượng này quá lâu, mà mình thấy cái người nam này là một cái người ít cảm xúc, ít bày tỏ cái cảm xúc đối với bạn. Ở trong cái thời điểm mà hai bạn quen nhau á, thì đã từng làm tổn thương với nhau rất là nhiều, hoặc là làm cho cái người kia thất vọng rất là nhiều ha. Hoặc là nói chung là không có rõ ràng trong cái mối quan hệ, không có đưa ra được một cái lời nói rõ ràng, hoặc là thuyết phục, hoặc là như thế nào á, thì không có đưa ra được điều đó. Mình thấy rằng giữa hai bạn vẫn có tình cảm yêu thương nhau rất là nhiều, nhưng mà vẫn tạo rất là nhiều cái sự
áp lực cho nhau, tổn thương cho nhau. Thì mình thấy á, trong một cái khoảng thời gian vừa rồi á, không có communication, hoàn toàn cắt đứt với nhau á, thì cái thời gian đó hai người sống trong cái cuộc sống độc lập ha, của bản thân mình và chữa lành rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình, tìm lại được những cái cảm xúc bên trong của mình, cái sự tự tin của mình. Và mình thấy rằng cái người này sẽ quay lại, cái người này sẽ quay lại, và cái người này có thể là mang nhiều đam mê đối với bạn dữ lắm. Và cái người này có thể là true love của bạn. Vậy thì ở đây á, mình thấy rằng là đã đến cái lúc á, mà bạn phải bước lên, tiến về phía trước để bỏ lại những cái thứ phía sau. Và cái người này á, khi mà họ thấy bạn, có thể là khi mà trong cái giai đoạn họ thấy bạn đã có thể tự do với bản thân mình là tiến về phía trước á, thì cái người này á, họ âm thầm theo dõi bạn, thì họ mới bắt đầu là muốn quay lại để mà nói lại cái tình cảm này, bởi vì họ bị cái cảm xúc thu hút lại từ bạn ha. Những cái điều trong quá khứ có thể là nó làm cho bạn mệt mỏi, hoặc là tối bạn ngủ bạn không có vui, không có yên, hoặc là bạn suy nghĩ rất là nhiều, nó ám ảnh bạn rất là nhiều cái trong cái tình cảm này. Nhưng mà khi mà sau khi mà bạn lấy lại được những cái sự độc lập, bước ra khỏi được cái vùng an toàn, giống như là những cái sợ sệt trong bản thân mình á, bạn tự giải quyết và tìm lại được những cái sự độc lập trong bản thân mình á, thì nó lại mang đến cho bạn cái sự thu hút vốn dĩ. Và cái tình cảm này á, nếu như mà bạn cảm thấy còn lo lắng á, thì ở đây nó có khẳng định là cái người này sẽ quay về, và cái người này có thể là the one của bạn và là true love của bạn. Và điều mà cái người này quay lại á, là họ sẽ phải trân trọng bạn, và mình thấy rằng bạn xứng đáng được nhận được cái điều đó, bởi vì bạn đã làm tốt cái công việc của mình, đó là chính bản thân mình, độc lập với bản thân mình, bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, không để cho những cái điều tiêu cực nó vây lấy mình, nó bủa vây lấy mình ha. Mình thấy rằng bạn minh mẫn hơn, bạn sáng suốt hơn để nhìn về phía trước. Bạn đóng lại những cái cánh cửa cũ ha, đóng lại những cái điều cũ, những cái điều xưa cũ, những cái điều mà không có được hài lòng mình, hoặc là những cái thứ mà cái người nam này họ đã từng lừa dối bạn, hoặc là không có thật sự thật lòng trong cái thời điểm trong quá khứ. Thì mình thấy cái vấn đề ở đây sẽ là thời gian, thì bạn cần phải kiên nhẫn hơn trong cái vấn đề mà chờ đợi cái người này quay lại. Ở đây một mặt á, cũng nói rằng là thật ra đã đến cái thời gian rồi, đến cái thời gian người này họ phải làm họ phải đứng lên để mà kiến tạo, hoặc là đứng lên để mà dẫn dắt cho cái mối quan hệ này. Ở đây á, thì cần thêm một chút cái sự chữa lành nữa. Có nghĩa là bạn đã dần thoát khỏi cái mối quan hệ tiêu cực này. Bạn đã dần đóng lại những cái cánh cửa để mà mở cái cánh cửa khác. Bạn có những cái sự chọn lựa, bạn có những cái sự tiến về phía trước. Thì mình thấy rằng bạn cứ bước về phía trước để mà còn tồn động lại một chút ít những cái sự tổn thương trong cái mối quan hệ này. Bạn hãy giải quyết hết ha, trước khi cái người này quay về. Mà một điều chắc chắn rằng đó là giữa cái vũng bùn mà tối đen mà bạn đã lầy lội trong đó, thì bạn xứng đáng được hưởng cái true love này, cái tình cảm này. Những cái giọt nước mắt mà bạn chảy xuống á, nó xứng đáng, chứ nó không có hoài công vô ích. Những cái điều mà bạn mong muốn á, nó sẽ trở thành sự thật, nó sẽ làm hài lòng bạn, nó sẽ làm cho bạn cảm giác được bảo vệ, cảm giác được hài hòa, cảm giác được yêu thương, cảm giác được ước mơ của mình nó cũng trở thành sự thật. Mọi cái điều mà mình ấp ủ á, giống như là mình được được trao trả ha.
và những cái vùng trời bình yên, những cái hạnh phúc nó đang chờ đón bạn. Vậy thì bạn không cần phải lo lắng. Mọi thứ nó là của bạn thì nó sẽ là của bạn, đến cuối cùng nó sẽ quay về là của bạn. Những cái thời gian bạn nhẫn nại hoặc là những cái vấn đề mà bạn đã phải chịu trong quá khứ, những cái đêm dài tăm tối thì bạn thất vọng về cái người đó đó, hoặc là bạn bị người đó không có xem trọng, cứ đùa qua đẩy lại, bấp bênh, không có đưa ra một cái kết quả hoặc là một cái lời nói, một cái sự giải thích rõ ràng á, ha, thì mình thấy rằng là những cái điều đó nó sẽ được đáp trả lại cho bạn trong cái tương lai. Bạn hãy cố gắng chữa lành những cái điều trong cái bản thân của mình ha. Xin cảm ơn bạn đã coi cái trải bài số 2. Xin chào các bạn chọn cái tụ bài số 3. Thì không có communication thì giữa bạn với họ có những cái điều gì sẽ tiến triển tiếp theo, hoặc là bạn có nên chờ đợi cái mối quan hệ này không? Mình thấy rằng cái mối quan hệ này giữa hai bạn nó đã có một cái sự đổ vỡ trong quá khứ. Mình đã thấy là có một cái sự sụp đổ trong quá khứ, có cái sự chia tay hoặc là cái sự không có communication với nhau, mà mình thấy rằng là có một cái sự giác ngộ, cái sự hiểu ra điều gì đó trong cái tình cảm này giữa hai người, và một cái sự thức tỉnh, một cái sự hiểu ra một cái dòng xoay của cuộc sống á, nó đến một cái lúc mà mọi thứ nó phải rõ ràng, đến một cái lúc mà phải đối diện với lại cái sự thật, hoặc là đến một cái lúc mà mình phải hành động cho bản thân mình, hoặc là đến những cái thời điểm mà cái sự yếu, những cái yếu hèn hoặc là cái hèn mọn, hoặc là những cái đám mây mù của cái cảm xúc á, nó được dẹp tan xuống ha, để mà đi đúng cái con đường của nó, cái vòng xoay của nó. Thì có thể cái người nam trong cái mối quan hệ này với bạn á, cái người này á, họ rất rất là lạnh lùng ở về cái bề mặt bên ngoài đối với bạn, nhưng mà thật ra ở trong sâu thẳm ở bên trong á, thì họ cảm giác được á, là cái tình cảm với bạn rất là nhiều. Ở đây á, là bạn nên là tha thứ cho những cái điều trong quá khứ và học cái bài học của mình. Mình thấy á, để nói rằng á, là có chờ đợi cái mối quan hệ này hay không, họ với bạn sẽ có những cái sự tiến triển gì á, thì rõ ràng á, ở đây mình sẽ bóc ra được á, là cái người này á, là sẽ có bạn và cái người này sẽ có những cái dự định về cái việc là tiến lên phía trước cùng với nhau, sẽ có những cái sự cam kết với nhau ha, sự cam kết với nhau. Và mình thấy rằng á, là hai bạn có cái sự mãnh liệt, những cái tình yêu, yêu thương nhau. Và mình thấy rằng bạn cũng quan sát hoặc là theo dõi họ từ xa. Mình thấy rằng những cái vấn đề trong cái chuyện mà tan vỡ trong quá khứ á, nó chỉ là một cái thời điểm thôi, ở một cái thời điểm thôi, chứ nó sẽ không có kéo dài mãi mãi. Để bạn có thể nhận ra được là cái cuộc tình này hoặc là cái mối tình này ha, bạn hoặc là cả hai nhận ra được đó là cái mối tình này đối với mình á, là nó rất là quý giá và rất là quan trọng. Và bạn lo lắng rằng là liệu rằng á, cái người này có làm tổn thương bạn lần nữa hay không á, thì ở đây có một cái lá bài nó nói rằng á, là hãy mở rộng cái trái tim của mình ra để đón nhận những cái điều đó. Mọi thứ nó sẽ đến và nó sẽ an toàn đối với bạn. Ở đây có một cái lá về cái vấn đề là cam kết về cái mặt giấy tờ pháp luật ha. Đính kết hôn. Có thể là trong quá khứ á, những cái vấn đề liên quan về cái việc là phân vân giữa cái việc là tiến lên phía trước hoặc là như thế nào á, thì bắt đầu có những cái điều là bỏ đi khỏi cái vùng vùng trời tiêu cực, hoặc là những cái điều mà mình không mong muốn nữa, để đi đến một cái, để tìm đến một cái sự bình yên ha. Và trong cái sự bình yên đó, nó bắt đầu có thể là kích hoạt được cái cách nhìn nhận của mình ha, cái sự sáng suốt của mình, thì có một cái cách nhìn công lý hơn, có một cái cách nhìn mà nó mang một cái sự vững chắc hơn ha, dành cho cả hai.
Thì ở đây rằng á là những cái điều mà trong cái tình cảm của hai bạn á, mình thấy rằng hai bạn có một cái khoảng cách với nhau, thậm chí là cái người kia ở nước ngoài có khoảng cách xa với bạn. Và một cái nữa đó là khi mà bạn với người này đến với nhau á, là cái người này giữ cái chìa khóa trong cái tình cảm giữa hai người ha, sẽ kích hoạt được những cái sự lãng mạn bên trong của hai người. Còn bản thân bạn á, rất là độc lập và tự tin về cái tình cảm của mình. Bạn giữ giữ cái trái tim của mình ở đây. Bạn trao đi cái tình yêu của mình, cái trái tim của mình, nhưng mà bạn control được điều đó, control được cái cảm xúc đó, và bạn nắm trong tay cái quyền quyết định cho cái mối quan hệ này. Bạn hãy tha thứ cho những cái điều mà đã làm cho bạn đau khổ trong cái cuộc tình này. Ở đây á, mình sẽ có cái lá đó là cái trái tim tan vỡ, thì cần phải được healing ở cái lá đó là sự hòa hợp giữa hai hai người ha. Những cái vấn đề về cái sự cân bằng trong cảm xúc khi mà gặp lại nhau, sự âm dương kết hợp á, nó sẽ làm chữa lành cho cái trái tim mà tổn thương của bạn, để mà bạn có một cái sự lành lặn. Những cái điều đã qua nó giúp bạn có thể là chiến thắng được chính bản thân mình, tự hàn gắn được, tự vượt qua được những cái điều khó khăn trong cái cuộc sống của mình. Và những cái tình cảm hoặc là những cái tình cảm yêu thương trong cái thời điểm này hoặc là trong cái tương lai á, nó xuất phát từ cái bên trong của bản thân bạn ha. Bạn hiểu ra được nhiều điều, bạn kết nối được với bản thân của mình, bạn thông thái hơn. Và những cái vấn đề trong cái quá khứ á, những cái đêm dài lắm mộng, những cái nỗi khổ, những cái sự cô đơn thì bắt đầu nó đã kết thúc rồi. Và những cái điều mới sẽ được nó sẽ được phát triển, những cái positive outcome, những cái tích cực hơn nó sẽ đến, một cái sự thay đổi, một cái sự chuyển hướng, sẽ có được cái lời giải đáp, cái sự giải quyết, ánh sáng bắt đầu soi rọi đến những cái điều mà tăm tối nhất trong cái cuộc sống của bạn. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ có là let your past go ha. Với lại cái lá là forgiving and learning á, thì mình thấy rằng là bạn nên tha thứ cho những điều trong quá khứ, bởi vì thực chất là nó cũng cần thiết xảy ra để cho bạn có một cái kinh nghiệm, để bạn hiểu được nhiều điều hơn, để bạn kết nối được cái sự thông thái bên trong mình, làm chủ cái trái tim của mình ha. Xin cảm ơn các bạn đã chọn tụ bài số 3. Xin chào các bạn đến với cái tụ bài số 4 ha. No communication thì giữa bạn và họ có sự tiến triển gì ha? Thì ở đây mình sẽ có là các lá bài. Đó là sẽ có thể là hoàn toàn dẹp bỏ được những cái cảm xúc tiêu cực, quét bỏ được những cái cảm xúc tiêu cực, bước qua những điều đó, tự chiến thắng bản thân mình, tự do hơn với chính những cái điều trong cái vấn đề đó. Và mình thấy có cái sự gặp lại giữa hai người rất là rõ ràng. Đó là gặp lại trong cái chuyện làm ăn ha, hoặc là trong cái công việc, nói chung là có cái sự gặp lại. Và mình thấy rằng là cả hai người đều có thể là tiến lên được, cái nguồn năng lượng của mình nó cao hơn, coi như là trải qua một cái thời gian mà mình bình tâm hơn, mình suy nghĩ nhiều hơn, có thể thậm chí là mình kết nối được với lại cái nguồn năng lượng mà bạn có thể dẹp bỏ được cái tôi xuống, bạn có thể đặt được cái tôi của mình xuống ha. Thì mình thấy ở đây có thể là có cái sự gặp lại, và một số bạn sẽ là nằm trong cái mối quan hệ twin flame ha. Và mình thấy rằng là giữa hai bạn sẽ có cái cuộc ăn mừng gặp gỡ rất là vui vẻ, đoàn tụ với nhau. Và mình thấy với cái sự gặp lại này á, bạn hoàn toàn thoải mái, tự do, tự tin hơn ha. Và bạn khá là trưởng thành, bạn sẽ thể hiện mình là một người khác ha. Và mình thấy là sẽ có cái sự
sẽ có những cái sự bắt nguồn từ cái việc là hai bạn sẽ bắt đầu khởi đầu từ tình cảm tình yêu, tình cảm bạn bè ha, mình nhầm, rồi mới tiến lên tình yêu ha, những cái thời gian rất là vui vẻ với nhau. Ở đây có cái lá đó là give your relationship a chance, có nghĩa là mối quan hệ này giữa hai bạn á, nó có nhiều cái sự tổn thương quá đến nỗi mà bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn bạn đã tha thứ được cho những cái điều trong quá khứ. Cái người này á thì có thể là họ đã có gia đình hoặc là họ có những cái đứa con của mình rồi, đứa con riêng rồi, nên là bạn rất là suy xét về cái việc là có nên cho họ một cái mối cái cơ hội, một cái mối quan hệ không, bởi vì á bạn đã tiến lên được cái nguồn tự do cho cái bản thân của mình, bạn đã bước ra được khỏi cái vùng an toàn và cái vòng luẩn quẩn của bản thân mình, và bạn cảm thấy rất là tự tin hơn về bản thân mình rồi, cho nên đó là bạn không biết là có nên cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội không. Nhưng mà ở đây mình thấy có cái lá true love á, đây là tình yêu thật sự, và mình muốn hỏi xem là liệu cái kết nối này á, giữa bạn với họ, nó sẽ kết nối được cái điều gì trong cái bản thân của bạn, nó mang đến những cái tình cảm hoặc là cái sâu sắc gì trong cái bản thân của bạn ha, để mà xứng đáng để bạn cho cái người này một cái cơ hội. Ok, thì á cái kết nối này giữa hai bạn á có một cái tình cảm rất là sâu sắc và nó rất là mạnh mẽ nhá. Ở đây nó có cái thiên thần tình yêu để mà hỗ trợ cho cái mối quan hệ này. Nếu như mà bạn đang suy nghĩ quá nhiều thì mình nghĩ là bạn nên đóng bớt lại một số cái cánh cửa trong những cái chuyện trong quá khứ để mở ra những cái điều mới, bởi vì những cái điều mới là những cái điều mà bạn đang quan tâm nè. Những cái điều mới là những cái điều mà bạn sẽ phải hưởng được trong cái tương lai, là một cái sự trù phú vui vẻ, hào nhoáng ha, một cái hạnh phúc mà nó tự do và nó rất là tuyệt vời. Mà bạn mình nghĩ rằng là những cái đóa hoa sen mà nó được nở trong cái vũng bùn hoặc là trong cái thời gian qua, nó cũng giúp bạn được rất là nhiều trong cái việc đó là tiến lên cái nguồn năng lượng cao hơn của bản thân mình. Mình thấy rằng khả năng ở đây là bạn với cái người này sẽ dự định có con với nhau như thế nào ha, mình cũng thấy như vậy. Và cái người này họ tập trung vào cái công việc rất là nhiều. Một số bạn nếu như mà là mối quan hệ twin flame ha, mà đang coi cái trải bài này á, thì mình thấy rằng nếu như mà bạn tiến đến cái mối quan hệ này với cái tình yêu thánh thiện và thiên thần thần thánh của bạn với lại cái người này á, sẽ kích hoạt cho bạn mở được cái chakra, cái luân xa số 7. Hai bạn sẽ có cái journey, cái hành trình của mình ha, để tiến về phía trước. Ở đây á, ở phía bên sau trong cái bản thân bạn còn rất là nhiều nỗi sợ hãi đối với cái mối quan hệ này. Bạn cần phải tiến lên phía trước ha, bước qua những cái điều trong cái chuyện cũ trong cái quá khứ, những cái cảm xúc ha, đối diện với nó. Và nếu mà sợ rằng á, là cái mối quan hệ này một lần nữa nó lại là những cái lời hứa vô nghĩa, thì bạn đang nhìn với cái con mắt của một người tổn thương trong quá khứ. Bạn đang đem những cái điều trong quá khứ mà bạn nhớ rằng là hiện tại bạn đã
phải, bạn đã quét sạch được những cái điều đó rồi thì đừng bao giờ suy nghĩ cái cách như vậy nữa ha. Ở đây nó lại có một cái lá nữa là lần cuối cùng bạn hãy làm sạch những cái điều mà bạn đang tự làm độc hại cái cuộc sống của mình ha. Hãy trân trọng mình và hãy tự tin rằng mình xứng đáng được những cái điều đó, và bạn hãy nếu như cái điều này là điều là bạn mơ ước thì hãy cứ tiến lên phía trước. Thật ra những cái điều công bằng nó đang tới với bạn rồi. Trong cái mối quan hệ này đừng có lo lắng. Có những cái cơ hội nó sẽ tới. Đừng có từ chối cái tình cảm này khi mà cái người ta mang đến cái tình cảm cho bạn chỉ bởi vì những cái suy nghĩ của chính bản thân mình làm cho mình mắc kẹt trong đây. Những cái công lý, công bằng nó đang đến với bạn rồi. Bạn không cần phải lo lắng rằng là bạn sẽ phải thiệt thòi trong cái mối quan hệ này. Cái người này mang tình cảm đến cho bạn, cái sự lãng mạn đến cho bạn, một cái thiện chí mang tình cảm đến cho bạn. Hãy thay đổi cái cách nhìn nhận. Outcome của cái mối quan hệ này thì mình thấy rằng là mọi thứ nó đang sáng tỏ, mọi thứ nó đang cực kỳ là ấm áp trở lên ha bạn ha. Mọi thứ nó đang cực kỳ là chuyển biến theo cái hướng tốt đẹp, và tình cảm này giữa hai người là một cái true love và một cái điều rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Okay, mình thấy nói chung là tốt, bạn nên trắc ẩn với cái mối quan hệ này, nên rộng lượng tha thứ cho những cái điều trong quá khứ, và đây là cũng là một cái kinh nghiệm tốt cho bạn. Ok, xin cảm ơn bạn đã chọn bài tụ bài số 4 ạ.